Hello mọi người, hello mấy chị nha. Ai thấy em cho em một chấm nha mấy chị ơi. Ai thấy em cho em một chấm nha. Dạ mấy chị lên đông đủ đi rồi em sẽ yêu mấy chị. Đã hàng về nhiều lắm, hàng về rất nhiều. Thế nào thấy em cho em một chấm nha. Hello mấy chị, ủa sao nó nghiêng bên vậy? Chết 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 chết, phan từ từ, sao nó nghiêng con bên mấy bà ơi? Đó, vậy mới ok nè. Nó nghiêng con bên em không nhìn thấy mấy chị luôn á. Rồi, thế nào thấy em cho em một chấm nha. Đợi em xíu em chia sẻ cái rồi lên nha mọi người. Hello mọi người. Đợi em tí xíu. Hello hello mấy chị. Hàng về bao la mấy bà ơi. Mấy chị ơi, em bữa nay em không có xài mic cho nên nếu mà mấy chị nghe em rõ mấy chị bật cái volume lớn lên giùm em nha. Nay em không có xài mic nha mọi người. Cho nên chị nào mà không nghe rõ thì mấy chị lớn giùm em nha. Rồi, đông đủ giùm em đi mấy chị. Hello mấy chị đẹp. Mấy chị dành volume lớn giùm em đi, bữa nay em không xài mic nữa. Đợi em tí. Đợi em tí nha, em chia sẻ cái nha mấy chị ơi. Rồi, đông đủ giùm em chưa mọi người ơi? Ủa sao mạng nó yếu như vậy ta? Má trời không nổi luôn á mấy bà ơi. Mấy chị có thấy em không vậy mọi người? Bạn yếu quá, má trời không nổi luôn mấy chị đẹp. Má trời không nổi luôn rồi. Má trời không nổi rồi mấy chị ơi. Tới đông đủ giùm em nha mấy chơi. Chị nào thấy em lên giùm em đông đủ nha mọi người. Dạ, máy em nó đang bị đứng hình rồi mấy chị, đợi xíu nha mấy chị ơi. Đợi xíu nó đang bị đứng hình rồi. Hello chị Thu Thủy, đợi xíu nha mọi người. Đứng hình rồi, không nhìn thấy luôn. Đợi xíu coi máy nó có... Mấy chị ơi, ai thấy em chê một chấm đi mấy chị ơi. Không có thấy gì hết rồi. Quần này chị nào đặt thì... Chị nào đặt quần bên em inbox giùm em cái nha mấy chị. Tại vì có một số chị á, số chị đặt quần bên em á, chưa có inbox thông tin nha mọi người. Dạ, chưa có inbox cho nên em chưa chốt luôn. Đông đủ chưa mấy chị đẹp ơi, đông đủ chưa? Ủa sao kỳ vậy ta, sao máy bên em nó không nhảy comment vậy? Ủa đang xài kênh của ai mà mạng yếu xìu vậy? Dạ hello, đợi em tí. Tuyệt vời, cái gì đâu mà mạng quay vòng vòng như sao lại. Dạ đợi tí đông đủ để em lên mấy chị. Quần em về nha mấy chị. Quần em về số lượng có 100 cái mà nãy giờ tách xỉ người vài chục rồi. Quần em còn rất ít luôn. Hello em, quần em còn rất ít nha, chị nào cần quần thì lên quần nha mọi người. Dạ, đợi xíu. Má em đâu có nhảy comment nổi đây nè mấy chị ơi. Dạ, chấm chấm giùm em cái mọi người. Đây quần. Lô này là bao ngày trong ngóng luôn á.
Dạ, mới có hai chị chia sẻ cho em mà. Đây cái lô quần. Dạ mấy chị lên đông đủ cho mấy chị ơi, quần nè. À, lô quần này 45.000, số lượng ít, không có nhiều. Ai cần lô quần này thì lụm liền cho em nha, form to nha mấy chị. 40-60kg, form cực kỳ to luôn. Form này 60-62kg luôn, 45.000 một cái. Nhưng mà phan, đợi tí xíu. Đợi tí xíu, đem lên hàng sale cho mấy chị trước nha. Em lên hàng sale tặng nha, em tặng cho mấy chị áo nè. Dạ em tặng cho mấy chị áo, cho mấy chị dễ mặc nha. Bây giờ em lôi áo qua em sale đi. Áo em cũng còn ít rồi mấy chị ơi, sale áo tặng cho mấy chị trước nè. Lô này nói chung lại là em bán lô áo tặng trước đi, rồi tí xíu mấy chị mua quần về phối nha. Lô áo tặng trước, rồi tí xíu mua lô quần phối cho em. Áo tặng, cái này là áo shop. Áo đâu rồi? Ai nha, ai cần áo thì nói em lên áo. Mấy cái lô áo này em cho anh thanh lý cho mấy chị luôn đi. Để chọc nhà quá. Để chặt chội nhà quá mấy chị ơi. Rồi em lên lô áo thanh lý trước nè. Ai cần thì nhanh tay nha. Này chắc cũng còn được trăm. Dạ đông đủ đi mấy chị. Dạ cảm ơn chị. Rồi mấy chị lên đông đủ chưa? Đây em nói cho mấy chị nghe nha, áo này là tặng nha. Cho nên chị nào có chia sẻ thì mấy comment cho em mã áo tặng 10k. Chị nào có chia sẻ thì comment áo 10k. Còn không có chia sẻ thì là áo vẫn bình thường 35k cho em ha. Ở đây hiện tại có một mình chị Thu Thủy chia sẻ cho em thôi. Cho nên em sẽ bán cho chị Thu Thủy cái áo này với giá 10.000. 10.000 đồng bạc luôn. Nhanh tay, con bé này nó kim lai áo Thái đó bà. Để em cho nó lên lựa cái. Em xem áo Thái trước nha. Em cho nó đi cái lô này đặng em về cái lô mới. Rồi áo 10k ở đây em còn được khoảng cái này chắc hơn 20 cái à. Cái đống này chắc hơn 20 cái, bán tặng mấy chị trước 20 cái. Bây giờ nó sẽ có tổng cộng màu trắng, màu nâu, hồng ruốc, màu kem, màu đen. Đó, nó nhiêu màu đây đây. Rồi tặng 10.000. Ai có chia sẻ thì comment 10.000 cho em. Ừ, có một mình chị Thu Thủy chia sẻ thôi 10.000 luôn. Tặng cho mấy chị nha. Form này là form 40kg cho tới form này là form 40kg cho tới 50kg. Mấy chị có thể mua cho bé gái bận. Cái này là gân. Cái này là gân cho em. 40 cho tới 52kg. Đây mấy chị coi chất gân nè. Siêu đỉnh luôn cho. Em tặng 10.000 với điều kiện chị nào có chia sẻ thì comment 10k cho em. Có chia sẻ comment 10k. Chị nào lấy mấy cái comment, tại vì nó nhiều màu trong đây. Nó nhiều màu trong đây nha. Đó, 10k cho em mấy chị ơi, 10k. Chất gân siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Siêu đẹp và siêu mát. Em tặng cho mấy chị 10.000. Rồi, chị nào chia sẻ thì comment 10.000. Màu ruốc, màu tím, màu trắng, màu nâu, màu kem. Có 5 màu cho em, 5 màu. Rồi, chị nào chia sẻ comment 10k. Mấy chị có thể mua cho bé từ 35kg tới 50kg. Trong form này là mặc vừa. 30kg cho tới 50kg. Màu kem nè, màu nâu, màu trắng, màu tím và màu hồng ruốc. 10.000 cái cho em. Ai chia sẻ rồi comment 10k. Ok, được 5 chị chia sẻ rồi. 10k nha mấy chị ơi, gân. Đẹp lắm luôn, mặc siêu mát. 10k giùm em. Ai lấy comment cho em áo 10k kèm màu. Có 5 màu. 5 màu nha mấy chị, 10k. Em tặng trước lô này, đương nhiên em nhập là tới 3 ít lần á. Cái đi em tặng cho mấy chị 10k coi giãn nè mọi người. Gân coi giãn thoải mái. Nhưng mà form nhỏ thôi, 10k cho em. Ai lấy comment 10k, màu tím, màu hồng ruốc, màu trắng, màu nâu và màu da. Đó, chế nào lấy comment cho em. Ô, nó có nhiều áo đẹp lắm trong đây nha mấy chị ơi. Tại vì nó là lộn xộn á. Nè, 10k cho em. Vải mát lạnh luôn.
Ai lấy comment cho em 10k kèm màu, 10k kèm màu cho em nha mấy chị. Ủa cái máy em nó đứng hay là cái mạng nó không chạy vậy mọi người? Máy em đứng hay là mạng không chạy vậy mấy chị? Chấm bài giùm em mấy chị ơi. Chấm bài giùm em mấy chị ơi. 30 cho tới 50kg bé gái đều mặc được luôn cho em. Dạ khách mới thì phải lên xuyên nội nha mọi người. 0855 556643. Ok chị Pháp vỏ áo 10k. Ai lấy comment cho em 10k cho chị Pháp vỏ cái hồng ruốc đây. 30kg cho tới 50kg phơm nhỏ giùm em nha. Ok chị Pháp vỏ là mua hàng xong cho em xin địa chỉ nha chị Pháp vỏ. Ruốc chí trắng 10k một cái cho em. Ruốc trắng 10k một cái. Ai lấy comment cho em 10k một cái nhanh tay nha mấy chị ơi, cái này tặng nha. Rồi chuẩn bị lên áo 10k trước cho mấy chị nè. Dạ ai lấy 10k nữa comment. Chị nào có bé gái mua cho bé gái mặc. Chị nào nhỏ con mặc được. Mấy chị lớn thì nhỏ con. 50-52kg đổ lại thôi 10k nha. Rồi em qua. Cái này em tặng thôi, chế nào muốn mua thì mua. Vải đẹp nhưng mà size nhỏ. Size này size bé nhỏ á. 30kg trở lên, 50kg đổ về. Rồi em qua nha. Cái này em có 20 cái em tặng cho mấy chị thôi, qua luôn. Qua luôn, cái này 20 cái. Rồi bỏ đây đi, chị xin lại. Ai vô sau? Nâu hồng tím. Trời ơi, đang bán tặng mấy bà ơi. Nâu hồng tím, 3 cái có 30 ngàn, ai lấy thì lấy nha. Tại vì em đang sale tặng nha mấy chị. Em đang sale tặng. Tâm Thanh. Tâm Thanh này con bé kia nó chốt sót nữa cho mà coi nè. Rồi lấy luôn cái Facebook Tâm Thanh này đặt hàng nha gái ơi. Ok 10k một cái. Ai lấy nó nhanh tay. Rồi qua nha mấy chị. Lên áo sale. Em bóc cục nào em sale cho mấy chị cục đó đi. Chứ giờ em cũng không biết nữa. Hàng nhiều quá. Rồi đây áo Thái xịn nè. Xịn xịn cho em. Thái xịn Thái xịn. Hồng 10k. Có chia sẻ chưa gái đẹp ơi, chia sẻ giùm em nha. Áo này 10k cho mấy chị mặc sướng luôn. Hồng trắng. Ê có màu đen nữa nha. Có được cái màu đen. Ruốc trắng. Hồi nãy chị có màu ruốc rồi mà. Ruốc trắng chốt với chị rồi. Có đen nè, có được cái đen nè. Hai cái đen. Còn được hai cái đen 10k. Ai lấy comment này tặng cho mấy chị thôi. Có đen nha. Rồi lên cho em Thái mấy chị ơi. Chất mát lạnh luôn 55kg về. Lên cho em màu nâu 45.000 nâu. Áo Thái cho em lên cho em nâu 45. 55kg về mặt đẹp. Nâu. Thế nào lấy vàng nâu comment 45.000 vàng nâu. Vàng nâu 55kg về 45.000. Vàng nâu 45. Rồi comment cho em màu trắng. Phơm 55kg về. Thái này xả 45.000 trắng. Trắng cho em. Đen cho Hạnh Hoàng. Có chia sẻ mới mua được hàng 10k nha chị ơi. Áo gân 30-50kg. Này tặng cho mấy chị đầu lai đó. Rồi ai lấy Thái trắng comment cho em. Thái trắng 45.000. 55kg về. Thái trắng cho em trắng. Ai lấy trắng comment trắng 45k giùm em. Nâu trắng. Rồi lên cho em màu đen. Trời ơi Thái chất mắt lạnh luôn á. Đen mấy chị ơi 55kg về đen cho em đen 1 đi. Ai lấy áo này comment cho em đen 1. 45.000 đen số 1. Mấy chị mua áo đi thì xíu em like quần. Đen 1 45.000 cho em. Rồi chị nào lấy comment cho em số 2 nè. Số 2 Thái mắt lạnh luôn. Thái mắt lạnh luôn 45.000 số 2. Số 2. Ừ có rồi á. Có. Đây bô rip mấy chị ơi, bô rip.
Bô riếp 50 năm 2 ký xả 35 ngàn. 35 ngàn lên cho em Cam Đốc. Này là bô riếp nha, 52 ký về. Comment cho em Cam Đốc 35 ngàn Cam Đốc. Số 245 chị Ngọc Tình. Cái này là áo Thái em đang sale 45 ngàn đó. Thái xả 45 ngàn chơi gì đó. Ai lấy bô riếp Cam Đốc xả luôn 35 ngàn Cam Đốc. Cam Đốc với màu vàng này em xả 35 nha mấy chị ơi. Cam Đốc với màu vàng bô riếp này. À lộn. Màu vàng này bô riếp. Đây 35 ngàn lên cho em màu vàng luôn, 52 ký về. Vàng bô riếp luôn 35 ngàn. Ai lấy comment vàng 35. Rồi em có màu vàng với màu Cam Đốc là bô riếp 35 ngàn. Rồi đen. Đen này là Thái 45. Trắng này áo Thái luôn 45. Vàng nâu này Thái 45. Rồi vàng 35 áo đẹp quá trời đẹp luôn. Sale 35 ngàn. Rồi ok à, dạ ok chị Văn Nguyễn. 35 ngàn áo vô riết. Áo Thái sale 45 ngàn. Rồi có chỗ nào lấy nữa không mọi người ơi? Có chỗ nào lấy nữa không? Lấy em qua nha. Thái, Thái bô riếp sale cho mấy chị đó. Rồi lên cục này hàng gì đây? Em sale áo trước đi mấy chị ơi. Ok chị Văn Nguyễn. Đây 55kg về, comment cho em màu cam. Áo Thái này xả luôn 35 ngàn. Áo Thái này xả luôn 35 ngàn. 55kg về. Lên cho em cam 35. Cam 35 cho em 55kg về. Thái mắt lạnh luôn. Màu cam 35 ngàn. Rồi lên cho em màu nâu 35 luôn. Nâu. Ai lấy nâu comment nâu 35 luôn. Nâu. Này bô riếp. Rồi chị nào lấy nâu bô riếp comment 45 ngàn. Lên cho em nâu, nâu số 2 45 ngàn này bô riếp xịn nha. Nâu số 2 này 45 ngàn cho em bô riếp xịn. Thun nam có cổ, thun nam em còn đâu. Nhớ nữa chơi rồi. Bây giờ mấy chị muốn coi hàng sale em lấy hàng sale xuống. Tại vì hàng sale nó sẽ có nhiều hàng. Nhiều hàng để sale cho mấy chị. Còn cái này là áo Thái với lại áo bô riếp. Em đang xả 35, 40, 45. Đây Thái rộng nè. Trắng Thái rộng 45 ngàn. Em còn vài bộ tôm nha mấy chị ơi. Đây nha, cái này là áo bò sữa mà áo nam 65kg, áo nam nè. Ai lấy bò sữa nam comment có 1 cái bán mấy chị luôn 35 ngàn. 35 ngàn cho em áo nam. Đó. Ai lấy bò sữa nam comment vải cô Tông Thái luôn 35 ngàn. Ủa cái mic em ở đây nó rớt cái cây đâu rồi trời. Mất tiêu cái mic của tôi rồi. Sao tôi like đây. Bữa nay em có lô quần kaki nha mấy chị. Lô quần kaki nha. 35kg cho tới 55kg lô quần kaki. Chị nào coi em lên 35 cho tới 55kg. Mấy chị ơi chấm bài giùm em với mọi người. Cho nó có tương tác mấy chị. Không có em không thấy mấy chị chấm bài buồn quá em xuống like nha mọi người. Mấy chị chấm chấm bài lên cho nó sung sung mấy chị. Giống như em nói mình em không có lượt tương tác được từ mấy chị á. Nếu mà mấy chị không coi được thôi em nghỉ nha, chiều em like. Chứ để em lên em nói mình em tội nghiệp em quá. Mấy bà ngồi em ru bà rù biết đường đâu mà like, biết mấy bà muốn cái gì. Rồi áo màu hồng hả, chị mới cầm cục đó dục đâu rồi. Màu hồng là nào? À hồng này là Thái, Thái phơm 55kg. Áo này sale 35 ngàn em ơi. Thái này 55-56kg về. Còn có 1 cái xả cho mấy bà luôn. À lộn. Áo này 40 ngàn. 40 ngàn cho em. 40 ngàn 60kg về. 40
40.000. Sale cái chữ đó là thiêu luôn á. Cái chữ đó là toàn bộ là thiêu á. À, gắm 50. Em ơi cái này là 52kg đổ về. Gắm này là 52kg đổ về nha. Ai mà trong form 40-52kg đi mặc được. Gắm này đang sale nha mọi người ơi. Gắm này đang sale 70. Gắm này to bán nhiêu rồi? 75 ngàn. 52kg về. Sale cho mấy chị 75 ngàn. 75 ngàn bộ gắm. Chế nào lụm thì lụm nha. Ủa à, lộn. Gắm này tối em bán nhiêu trời? Gắm 80 ngàn bộ. Sale cho mấy chị luôn. Ủa 75 lộn. Chết mẹ rồi, tự nhiên sao nó quên bất chợt kìa trời. Đợi em xíu mấy chị, sao tự nhiên ngu. Khoan để coi. Khoan để em xíu. Bộ gắm tự nhiên bị ngáo đá vậy ta. Em tí đem tí. Gắm này tối em bán nhiều cũng nhớ luôn. Đợi em tí nha mấy chị. Gắm này tối em bán nhiều có ai nhớ không nha mọi người. Gắm 85 ngàn. Trời ơi chết luôn. 85 ngàn giùm em mấy chị ơi. Thấy chưa, em nhớ cái gì bảy la, cái gì là cái gì à? Dạ gắm 85 ngàn bộ, 55kg đổ lại. Cái này là nó cổ bèo thôi, nó vẫn là nút nút dài nhưng mà cái cổ nó có bèo thôi. 85 ngàn. Ai lấy màu vàng comment cho em 53 ký về. Đây 45kg đổ lên, 52kg đổ về mặt vừa. Đó, chị nào lấy vàng comment cho em. Nó vẫn là nút dài thôi. Comment cho em màu vàng nè. Màu đỏ đô nè. Màu xanh biển. Màu hồng nu. Màu xanh ngọc. Màu vàng nu. Đó. Chỉ là màu xanh đen. Xanh đen. Đây màu. Cái này có chưa? Cái này màu hồng ruốc. Cái này màu hồng ruốc cho em đủ màu. Chị nào lấy gắm màu gì comment em sale bộ này 85 ngàn. Gắm đây xanh riêu nè, bộ này tối em treo nè. Đó, chị nào lấy đi comment cho em 85 ngàn. Ồ, 85 ngàn cho em gắm. Ai lấy gắm comment gắm cho em 85 ngàn. 85 ngàn nha mấy chơi. Rồi chị nào hỏi em gắm chạy đâu rồi, có lấy gắm không? Rồi thôi siêu lộn xộn. Mấy chị ơi chia sẻ giùm em với mọi người. Chia sẻ giùm em nha mấy chị. Nãy em tặng áo 10k cho mấy chị quá trời. Mấy chị chia sẻ giùm em với. Rồi bà nào hỏi gắm chạy đâu rồi. Mạng mấy bữa nay nó yếu quá, lại quậy quá. Không, gắm này gắm tiểu thư. Ai lấy đi comment cho em 75 á. Ủa lộn 85 á. Rồi qua nha mấy chị ơi. Cái này em đang sale vậy thôi. Chế nào lụm chứ nói thật, hàng này không có giá này đâu mấy chị. Không bao giờ có giá này đâu. Thiệt luôn. Xanh đen 85 không bao giờ gắm mà có giá 85 ngàn bộ đâu. Em xem thôi, chị nào lụm được lụm. Không có quần jean nha chị ơi. Có quần kaki. Kaki giả riêng được không? Rồi qua em còn cục ton lửng. Em còn cục ton lửng nè. Em còn cục ton lửng nha.
Vàng 85 ok chị. Màu này quá đẹp luôn, xuất sắc luôn. Vàng 85. Ai lấy gấm nữa comment gấm tiểu thư. Cỏ bèo 2 lá. Rồi em qua nha mọi người. Rồi mấy chị lên cho em bộ ton đi. Cái này đùi rồi. Bò mặt nhiêu? Bò mặt là mango chị ơi, bò mặt mango. Bò em mặc mango 70.000. Lên cho em bộ ton đùi sale cho mấy chị luôn 45.000 ton đùi. Ai lấy ton đùi comment 45.000. Đây bộ này 55kg về comment cho em xanh riêu. U cha chị ơi, bộ đó em nói 52kg mà chị. Bộ gắm em like em nói 52kg, em đâu có nói 58kg đâu. Trời ơi, comment vậy chết em luôn rồi. Lên cho em, mấy chị nghe kỹ giùm em lên bộ đồ nào em đều nói số ký hết. Mấy chị nghe kỹ đặt hàng giùm em mấy chị ơi. Cái bộ gắm em nói là 52-53kg đổ lại mà. Rồi lên cho em xanh riêu 45.000 55kg về. Lên cho em xanh riêu 45. Ai lấy xanh riêu comment xanh riêu 45 cho em. Xanh riêu 45k. Thúy Quỳnh ơi, chị mua size nhiêu ký chị ơi? Mấy chị hỏi kỹ số ký giùm em đi, đã đặt hàng mọi người. Em thấy mấy chị vô đặt, mấy chị không hỏi số ký gì trơn á. Rồi chị nào lấy comment cho em số 1. Ton siêu đẹp luôn, xả 45.000 số 1. 55-56kg về lên cho em số 1. U cha bộ này chắc 58kg được luôn mấy chị ơi. 45.000 số 1. Số 1 cho em 45.000. Comment cho em số 1 45. Em nói mấy chị mua size nhiêu ký mấy chị ơi. Rồi comment cho em số 2. 57-58kg về số 2 cho em 45.000 số 2. 52kg là mặc vừa hết bên em á. Lên cho em số 2 45.000. Có chị nào lấy không mọi người? Comment số 2 cho em 45. Lẫn hả? Chị còn cục này đùi, hình như hôm qua chị còn lẫn mà không biết nằm đâu em ơi. Trước mắt là thấy đùi không à. Đúng là không có quen để máy, nó xước xước vô tóc, vô mắt khó chịu quá. Vậy là không có ai coi đùi, phải không? Vậy em qua đùi nha. Bộ em mặc thì 52kg ok, mang rồi em mặc 70. Không có ai coi ton đùi em qua nha. Ton đùi này 56-57kg là ok đi. Sale 45.000. Khách mới nhớ lên xuyên bài địa chỉ giùm em nha khách mới ơi. Mang gò đùi em mặc 70. Bán rẻ luôn. Đây 70.000. Bộ bé em về rồi nha mấy chị. Bộ bé em có từ size 10kg cho tới 20kg. Bộ bé tay dài là nhiều, tay dài quần dài. Giá rất rẻ luôn, vải đẹp xịn sò luôn. Đây chị nào lấy bộ xanh em mặc comment nè. Mango này 56-57kg đổ lại nha. 55-56kg đổ lại. Chị nào cao cao thì 58kg. Rồi chị nào lấy xanh em mặc comment trên số 1. 70.000 số 1. Mango đùi số 1 cho em 70 số 1. Đùi này nó nhiều hình lắm mấy chị ơi. Cứ 55-56kg về cho em. Rồi số 2 nè. Ăn gò đùi 70 số 2 cho em. Số 2. 70k lẫn chị không? Có lô mang gò đùi này để bữa hai bữa nữa chụp hình. Rồi comment cho em số 3. Mang gò đùi 70. Số 3 cho em 55kg về. Số 3. À lấy bò này comment số 3 cho em 70.000 số 3 nè. Số 2 chị Thu Quỳnh ơi, lên xuyến đại giùm em chị Thu Quỳnh ơi. Dạ không có hàng chị ơi, không có hàng. Thúy Quỳnh lên xuyến đại giùm em. Em
em đi theo hàng của lò em, chị ơi em không có lấy lò khác, lấy lò khác cái là chết ngắt liền, lấy ngay hàng xấu về bán không được. Comment cho em số 3 70 55 56 ký về. Rồi comment cho em số 4 nè, số 4 măng gò đùi 70.000, số 4 comment giùm em số 4 70.000, chị ơi thêm 70 giùm em đi, số 4 70, số 4 70 giùm em. Hiếu Quỳnh lên cho em số điện thoại nha chị ơi. Comment số 3 kèm 70.000 vô nha chị đẹp ơi. Ok chị. Rồi. Số 3, số 4, xe 70.000 bộ măng gò đùi. Chị nào 45 kg trở lên, 55 kg độ lại mặt đẹp bộ này cho em. Nhớ comment thêm giùm em 70.000 nha chị. Có giá tiền vô giùm em nha, chứ đẹp ơi phải có giá tiền vô nha. Ok chị, số 3, số 4 nè 70.000. Dạ. Số 3, số 4. 70k giùm em nha. Nó chưa có ra nít mấy bạn ơi. Nó đang gì kỳ quá, nó không có, nó chưa có ra nít á. Để một hai bữa nữa. Rồi comment cho em số 5 có 70.000 bộ măng gồ đùi. Comment cho em số 5. 45kg đổ lên, 55kg đổ về. Comment cho em số 5 nha, 70.000 số 5. Số 5 70. Quên nữa. Số 5 70 giùm em. Số 5 à, có 60 trở lên không? Không không, cái này không có chị ơi. Măng gò đùi 60kg, cái này chị 60kg phải cao mét 6 nha chị Nơ Su ơi. Cái này 60kg phải cao mét 6 giùm em. Số 5 70 cho chị Thúy Quỳnh. 5 70 cho chị Thúy Quỳnh. Dạ cái này 60kg phải cao 1m6, còn dưới 1m6 thì 55-56kg. Rồi comment cho em số 6 nè. Măng gò đùi 70.000, số 6 giùm em. Đợi xíu đi, đợi xíu em bóc hàng qua em sale cho. Số 6, số 6. Em bóc hàng 60kg qua em sale cho. Ai lấy số 6 comment cho em 70. Số 6. Comment cho em số 7. Măng gò đùi 70, số 7 giùm em mấy chị ơi, số 7. Bộ là quần có túi hết nha mọi người. Ủa sao tự nhiên mình bị đứt cái size 60kg nhiều dữ ta. Số 7, số 7. Ờ em lên lô lụa lẫn size đại cho mấy chị nè. Số 7 nha. Số 6, số 7, 70. Rồi bộ nữa. Comment cho em số 8, 70.000 số 8. Lô này đáng lẽ là form này nếu mà ai 1m6 thì 60kg mới được. Comment cho em số 8. 70.000 số 8. Măng gò đùi. Rồi comment cho em số 9. Số 9 mấy chị ơi, số 9. Số 9 giùm em. Em lấy lụa lẫn của em sale cho mấy chị đi. Lụa lẫn này lụa lẫn này bữa em bán nhiều quên nữa rồi nè. Lụa lẫn bán nhiều lô quá không nhớ mấy bà ơi, thiệt luôn. Tại vì nó về nhiều hàng quá em không có nhớ nổi á. Lụa lẫn này là 60-62kg. Em sale nha, em sale lô này lấy tương tác đi. Mấy chị chia sẻ giùm em sale lô này lấy tương tác. Lụa
độ lửng này là giá độ lửng 60 kg này giá bao nhiêu quên rồi trời. 60 ngàn luôn. Thật sự là bộ này em không nhớ giá luôn, nhưng mà em bán đại 60 đi. 60 hả ta? $60,000. Ok chị, nhắn tin qua cho em xin số địa chỉ nha chị ơi. Rồi lụa lẫn chị nào mua cho mẹ, cho cô, cho gì gì mua nha. Em sale luôn 59 ngàn bột. 59 ngàn một bộ cho em lụa lẫn đủ màu nè mấy chị không. Em cầm cây đủ màu nè. 59 cái ở lột 60 kg về. Chị nào mấy 60-65 kg luôn. Em sale cho mấy chị lô lụa lửng size đại này nha, 59 ngàn bộ luôn. 60-62 kg, ai cao mấy 60-65 kg. Đây 59 ngàn bộ. Chị nào lấy vàng comment vàng cho em 59 ngàn, xả tặng cho mấy chị luôn. Lên cho em màu vàng 59 ngàn, đủ màu. Một cây nó đủ màu nha mấy chị ơi, 59 ngàn. Đồ gửi trước, thử gửi sau nhé. Là gì vậy? Chị ơi chị nhắn gì em đọc em không hiểu luôn. Comment cho em màu vàng. Lên cho em màu trắng nè. Màu đen, một cây nó đủ màu nha mọi người. Màu xanh rêu nè. Màu cam nè. Xanh đậu. Màu hồng ruốc. Màu đỏ. Vàng nâu. Với lại xanh biển. 59 ngàn lụa lẫn, chị nào lấy comment cho em 59 ngàn. Đó, chị nào lấy nhanh tay comment cho em. Phơm quá đẹp luôn, 62 kg đo lại. 59 ngàn giùm em. Bữa nay thứ mấy, bữa nay thứ sáu mà sao em like em thấy nó hiu hiu sao mấy chị. Thôi để tối đi, tối đông đông like mấy bà ơi. Ai muốn coi gì comment em lên mấy chị ơi. Mấy chị ngồi im quá, em chắc em xuống luôn quá. Em sale bộ này có 59 ngàn đó. Ai lấy được thì lấy nha. Lửng trắng lửng đỏ hả chị. Sale cho mấy chị 59 ngàn đó. Trắng đỏ xanh biển rồi ok chị. 59 ngàn. Ai lấy nữa comment cho em nhiều màu. Nói tới 6-7 màu lận mà. 59 ngàn dùm em. Ai muốn coi gì nói trước. Đồ gửi trước, lửng gửi sau nhé. Đùi. Chị ơi, gửi thì gửi một đơn chứ đâu có mà, chứ đâu có mà chia ra cái này cái kia được chị. Không nha, em không có gửi vậy đâu nha chị ơi. Ủa tự nhiên tắt ra vậy, chi cho tốn tiền ship vậy trời. Bên em là mua like nào chốt đơn đi like đó là gom đi hết nha chị ơi. Chứ không có vụ mà cái này gửi trước rồi vài bữa nữa cái kia gửi sau là không có nha. Bộ mặt không có 70 kg. Màu hồng. Túi sách ta chị. Túi sách phải không? Túi sách mấy chị nhận hàng chưa? Tự nhiên chia gan chi cho tốn tiền ship vậy. Trời hóc đi bé, hóc đi bé chị chưa có like em ơi. Hóc đi bé lựa sao đi. Cho mà là sao bà Thúy Quỳnh này, bà nhắn tin gì tôi đọc tôi không hiểu cái gì luôn. Vàng ruốc và hồng. Ba bộ phải không chị Nơ Su ơi. Màu vàng, màu hồng ruốc với màu hồng phải không chị.
em sale bầu này có 59.000 mặc cho sướng. Bầu này 59.000 mấy chị mặc đã lắm nha. Thì biết rồi, ý là hốc đi chị nhét nó đâu gì chưa có tìm được. Một hai ngày nữa vơi bớt hàng mới tìm được, không biết nhét đi đâu rồi. Hiểu không? Nhận túi rồi phải không? Chị nào nhận túi rồi, em lên túi sách cho. Túi sách 60.000 mấy chị, đẹp. Đẹp cực kỳ luôn. Rồi chị nào có lấy bộ lửng này nữa comment cho em nha. Ai lấy lửng nữa comment nha, em sale có 59.000 bộ lụa lửng. 60-62kg về 59.000. Phơm to vải đẹp. Cái này chị nào bầu bì bon chen mặc được luôn á, 65kg là mặc vô luôn á. Xanh ngọc nè. À có nghĩa là nói chung là chị muốn cái gì nhắn tin cho em. Thí dụ như chị mua cho hai người là chị tách ra hai đơn đúng không? Thì miễn sao ngày mai em chốt đơn là em gọi hết cho chị, muốn tách mấy người đó chị tách. Em tưởng đâu chị nói là thí dụ chị mua mà chị kêu là mấy bộ gửi trước rồi mấy bộ gửi sau thì em sẽ không có gửi. Rồi chị mua cho hai người, ý là tách ra hai đơn thì ok. Nói vậy thì em hiểu chứ chị nhắn tin nãy giờ em không hiểu gì chứ. Em như người điên mất trí. Rồi ai lấy lửng nó đi comment nha. Bây giờ túi sách đúng không? Túi sách. Trời ơi nó nằm tuốt bên kia rồi mấy bà ơi. Tại em đang định sale mấy cái này em không đem túi sách qua. Đây nè. Có những thứ nha mấy chị. Mấy chị mua được lần, mua cái lần thứ hai không có luôn á. Này. Cái túi này là túi hộp nè. À mấy chị thấy nó xịn ghê không? Túi này là túi hộp cho em. Đây mấy chị ơi, ấn cái này vô. Ấn cái này vô mở ra giùm em. Ủa sao vậy? À bật này qua chứ lột. Đây. Trong đây nó sẽ có dây. Đây là túi hộp. Mấy chị coi da nè. Xịn sò cực kỳ luôn. Đó. Chị nào thích cầm thì cầm, chị nào thích đeo dây thì đeo nha. Em bán cho mấy chị túi này. Bữa nay em sale đi, bữa nay em sale nha mấy chị thông cảm, còn ít sale 55.000. 55.000 cho em. À lấy túi comment 55.000. Cái này là mấy chị đựng đồ là bao sướng luôn. Điện thoại son phấn rồi mấy chị để vô đây mấy chị cầm. Không ai biết mấy chị cầm hộp này hộp gì luôn á. Dây đeo nó cũng xịn, túi này em bán rồi. Có một số chị đã nhận hàng rồi. Đây. Mấy chị coi cái dây nữa nè. Đó, dây đẹp cực kỳ luôn. Chế nào lấy comment cho em nâu 55.000 nâu túi hộp đi. Comment cho em túi hộp cũng được. 55.000. Túi hộp 55.000. Để em qua kia em lấy mớ qua đây em sale cho mấy chị 55.000. Ai lấy túi hộp comment cho em 55.000 nha. Cái này em còn có 3 cái thôi. 3 cái túi hộp 55.000. Mấy chị coi túi là em đúng cực luôn á, tại vì nó nằm suốt bên đây. Định tối mới like mấy chị, tối like có con bé kia. Con bé kia nó phụ em cho nên like buổi tối nó sẽ đỡ hơn. Ban ngày này vừa nhảy qua nhảy lại lấy hàng mệt lắm. Rồi túi này sale luôn 55.000. Đây mẫu này em còn 3 màu, màu kem, màu trắng, màu đen. Mẫu này còn được 3 màu luôn, màu hồng, màu trắng, màu đen cho em. Đó. Ai lấy túi comment 55.000 đi. Bữa trước chị nào mua 60 thông cảm nha, giờ còn mấy cái em xả luôn nha mấy chị ơi.
Đây, mẫu này em có 3 màu. Mẫu này em có 3 màu nha mọi người. Màu hồng sale 55.000. Màu hồng, màu đen và màu trắng. Đây, dài vô cho em, dài lại 55.000 giùm em. Ai muốn kéo dài thì kéo dài ra, còn không muốn thì kéo lên. 55.000 cho em 3 màu. Mẫu này comment cho em số 1 đi. Số 1 mấy chơi. Nói chung là hàng này chắc mấy chị nhìn cũng biết. Ngoài chợ nó hay bán mấy chỗ hội chợ hoặc mấy chỗ ngoài đường đồ hay bán túi này nhiều. Nhưng mà người ta không có bán giá 55.000 như em đâu mấy chị. Đây, 3 màu. Mẫu này em có màu hồng, màu đen và màu trắng. 3 màu giùm em nha. Hồng, đen và trắng 55.000 đi. Đó. Mẫu cái chữ này. Ở trong này nó đang độn ba cái giấy mấy chị ơi. 3 màu cho em 55.000. Còn có mấy cái nữa thôi, chị nào chia được chia. Tay giấy nó độn nè. Ồ. 3 màu giùm em. Hồng, đen, trắng. Chị ơi, chị nào coi túi coi giùm em nha. Chưa chị? Chưa. Nãy giờ mấy chị đòi coi mấy cái này. Rồi, hồng, đen, trắng nha. 3 màu. Rồi, em qua nha mấy chị ơi. Dây nó cũng đẹp. Nói chung giá này là giá cũng vừa phải. Bán mấy chị 55.000. Cho mấy bà Tết đeo. Cho mấy bà Tết có túi đeo. Áo khoác 80. À lộn, áo khoác 85.000. Ba màu nha mọi người. Rồi mẫu số 2 này cũng 3 màu luôn. Mẫu số 2 này có màu kem, màu trắng và màu đen luôn. Đó. Y như vậy thôi mà nó khác cái logo thôi. Số 2 3 màu luôn nha, 55.000. Đây. Số 2 thì cái mẫu này. Rồi em qua áo khoác. Khoác đốm 85.000, size lớn không à nha chị ơi. Khoác đốm là size 2X với lại size 3X không à. Ôi sao nóng dữ vậy ta. Một màu đen. Trời ơi, cái này sale á. Sale rất rẻ luôn á. Thiệt mà. Con này em bán mấy gì 55.000, mấy gì mua về coi thử đi. Coi thử bên em 55.000 nó đẹp hay nó xấu nha mọi người. 55.000. Cho chị phát vỏ nè. Túi gì? Túi em mới like đó. Đây. Hot đi nha. Hot đi là 49. Em lên cho mấy chị. Khóa. Sáu mươi ký đổ về cho em khóa. Sale cho mấy chị luôn 85.000 phát đốm. Sáu mươi ký về. Chế nào lấy xám comment xám cho em nè. 60 ký về cho em. Đốm đẹp lắm mấy chị. Hai túi ngoài hai túi trong nha. 85.000. Ai lấy cái này comment cho em xám tiêu. 85.000 xám tiêu. Đủ màu nha mấy chị ơi. Màu xám tiêu, màu tím nè. 85.000 giá sale. Ai lụm được lụm. Cho Thảo Nguyễn nè. Rồi lên cho em màu tím. Khoác đẹp lắm luôn đốm. Màu tím cho em màu tím. Tím cà nha mấy chị, tím cà nha. Lên cho em màu tím cà. Rồi comment cho em màu xám đen. Xám đen. À lấy xám đen comment 60 kg về cho em xám đen. Xám đen cho em 85.000 xám đen.
da màu hồng ruốc, hồng ruốc, hồng ruốc. Đóm bao đẹp 85.000 hồng ruốc. Nói chung là em đa số em lấy phơm 60kg đổ lại là nhiều. Tại vì phơm này dễ bán, dễ mặc. Màu tím, xám đen, hồng ruốc. Rồi lên cho em xanh đậu. Xanh đậu, xanh đậu. Nó tới 2-3 mẫu gì lận. Rồi lên cho em màu này màu hồng tím giùm em đi, hồng tím. Chứ lại màu đỏ đô. Chứ lại màu đỏ đô. Đó. Ai lấy màu gì comment cho em. Xanh đậu 85 như Ngọc Mai. Túi em mới like xong luôn á chị. Xanh đậu hồng ruốc cho gì pháp vỏ 85.000. Rồi ai lấy con này comment cho em màu hồng tím đi. Hồng tím. Trời ơi size này 60kg về quá đẹp luôn. Lên cho em màu hồng tím nè. Đốm 85.000 mới chơi hồng tím. Rồi lên cho em đỏ đô. Đỏ đô, đỏ đô giùm em. Ở đâu có nha chị ơi, có size 1X. Ở đâu giùm em. Chưa chị Lụm Nguyễn ơi, đơn chị ít quá chưa có chốt. Đơn nào em chưa nhắn tin chốt đơn là chưa chốt. Rồi chị nào lấy comment nha mọi người. Đốm toàn màu đẹp không. Bán cho mấy chị 85.000 á. Chỗ của bà là chỉ có thi kim ngọc lê thôi. Rồi chị nào lấy xay đớm mai ý 60kg này comment cho em nha. Rồi em lên một mẫu số 2. Túi mà còn 3 cái. À túi hộp á hả? Ngọc ơi lên hót đi đi chị mua thêm. Chị ơi hót đi có nón hả? Có nón em còn màu vàng không à. Chị lấy hót đi không nón đi. Hót đi không nón em đang sale 49.000 á. Hót đi 65 em còn màu vàng không à. Không không, cái này là có nón hết. Cái này là có nón nha. Hót đi nhà em là bao đẹp cho mấy chị luôn. À cái này size số 3 hả? Này size số 3 rồi. Trời ơi nhiều quá biết đường like. Ô này số 3 luôn. Ủa số 3 nhiều giờ. Có 1X nè. Còn mấy chục cái áo thái nè. Có 1X, 1X còn cây. Một ít 55kg về còn cây nha. Một ít 55kg về giùm em mấy chị. Một ít 55kg về. Đây. Ít màu luôn. Không có nhiều đâu. Lên cho em số 1 đi. Số 1 màu này màu tím. Tím cà. Màu này là nó giống như xanh tím tím vậy đó mấy chị. Đó. Chế nào lấy comment số 1 cho em đi. Trời ơi nè 55-56kg về mặt size 1X cho em. Siêu xịn luôn. 85.000 số 1. Màu này nó là màu xanh xám nha mấy chị ơi. Xanh xám. Comment cho em xanh xám đi. 85.000. Này là size 1X giùm em. 55-56kg về. Lên cho em màu xanh xám. Rồi comment cho em màu hồng. Màu này lên cho em màu hồng tím. Không chị ơi không có 50kg đâu.
hàng nó resize mà thí dụ size 1X 55kg đổ lại thì mấy chị 50kg mặc vẫn ok, chứ đâu có cái áo nào mà đúng bon 50kg cho mấy chị mua được. Rồi comment cho em số 2, 55kg đổ lại, 55, 56, 57 gì là size 1X đó. Ai lấy cái này comment cho em màu hồng tím hay là số 2 gì cũng được. Này là size nhỏ nhất của đốm này đó. Rồi comment cho em màu xanh dương. Xanh dương, xanh dương. Xanh dương cho em 85.000 size 1X nha. Rồi comment cho em xanh lá nè. Lên cho em màu cam nè. Màu xám. Màu xám đó, số 1 có nhiều màu rồi đó. 85.000. Túi hộp 55.000 chị ơi. Đây màu xám. Xám tiêu, xám tiêu. Túi hộp là đang sale 55. Nói chung túi hộp hay túi đeo gì cũng 55.000. Xám. Rồi có chứ nào lấy nữa mọi người ơi. Mẫu này khác nữa nè. Size 1X đó chị. Xanh lá cho chị Bích Trâm 85.000. 85.000. Xám cho Thảo Nguyễn 85 này. Quá đẹp luôn. Rồi. Rồi lên cho em mẫu này khác nữa nha mấy chị ơi. Còn mẫu này giống hay khác vậy? Mẫu này khác nữa nè. Ai lấy mẫu này comment số 3. Số 3, số 3 mấy chị ơi. Số 3 này em có màu xanh dương size 1X luôn nha. Số 3 này có màu xanh dương nè. Đó. Số 3 có màu xanh dương. Số 3 có màu xanh dương. Số 3 có màu hồng tím. Hồng tím, hồng tím, hồng. Mấy chị hỏi. Chị ơi ship là 30-35.000 nha chị ơi. Rồi lên cho em màu xanh rêu. Xanh rêu, xanh rêu. Đó 1X. Xanh rêu cho em. Xanh em 1X mà. Rồi qua nha mấy chị ơi. Đó cái này là size 1X á. Chứ nào lấy đi comment. Đớm đớm đớm. Có size 3X 65kg nữa nha. Em coi màu cam. Sale có 85.000. Chị ơi 1X chị lấy xanh dương đi chị Bích Trâm ơi. Cái màu xanh xanh lá kia 2X rồi chị ơi. Xanh lá kia size 2X. 1X chị lấy xanh dương được không? 1X lấy xanh dương thì ok giùm em. Quên nữa, cái màu xanh lá kia 2X. Đây cái này 1X nè. 1X màu cam nè. Tay ngắn quần dài có. Đây màu cam. Nói chung đốm này màu nào cũng đẹp mấy chị. Thiệt luôn á. Cái phát đốm này nó ra cái bảng màu của nó rất dễ bận luôn. Dạ lấy xanh dương đi chị. Sorry sorry chị, em quên cái xanh lá kia là 1X. Hộ lộn là 2X. Thì lấy xanh này giùm em đi. Lấy 1X chính xác đi. Em quên. Tại nguyên cục này 1X mà nó lộn vô cái kia 2X. Rồi ai lấy nữa comment này size 1X nha. Có một cái màu xanh lá là 2X. Đó. Chị nào lấy đi comment cho em khoát. Có 65kg luôn, chị nào coi 65kg lên. Rồi à, cái bộ lụa. Đây em còn mấy bộ em sale nè mấy chị ơi. Ai lụm được lụm đi. Lụa em mà 52kg về xả luôn 55.000 bộ.
xả rẻ cho mấy chị mua về để dành mặt nha, 55 ngàn. Đây, bữa nay là em sale nha, 52-53 ký về em xả luôn 55 ngàn bộ. Chế nào lụm được thì lụm, còn 3 bộ nè, màu đỏ. Màu đỏ này em còn 3 bộ, sale mấy chị luôn 55 ngàn thôi. Ai lấy đỏ comment đỏ cho em 55 ngàn. Bộ lụa quá đẹp luôn, nay xả quá rẻ cho mấy chị luôn 55 ngàn. Đỏ này còn 3 bộ 55 ngàn. Lụa tay ngắn quần dài 52 ký về 55 ngàn. Rồi áo thái này em sale luôn 40, thái rộng nè, thái rộng 60 ký về xả luôn 40 ngàn. Ai lấy comment cho em thái rộng 40 luôn, thái rộng 40. Rồi ton đùi, ton hai da, bộ này sale mấy chị 45 ngàn nè, bộ này cực kỳ đẹp luôn. Ton hai da, ton màu, sale cho mấy chị 45 ngàn về mặt nha. Đây, form của nó là 55-56 ký về đó, có nơ đây luôn. Bộ này hôm qua em có mặc like cho mấy chị coi rồi. Em sale cho mấy chị bộ ton này 45 ngàn, quần có túi luôn. Ai lấy cái này comment cho em màu hồng phấn đi, 45 ngàn, 55-56 ký về mặt đẹp, hồng phấn ton đùi. Rồi màu hồng cánh sen nè, màu xanh lá nè, màu tím nè, em sale 45 ngàn nha. Màu đỏ đô ton 2 giây, đỏ đô, xanh đen. Đó, em có nhiều màu đó. Ton này sale 45 luôn, 2 giây đùi, vải đẹp cực kỳ, 45 ngàn. Thái rộng 40 cho chị Pháp Võ. Ai lấy ton dây đùi comment cho em nha mọi người. Xanh đen nè, đỏ đô nè, màu tím, xanh lá, màu hồng cánh sen và màu hồng phấn nha. Ton đùi dây này sale 45 ngàn. Đang qua em mặc bộ mấy chị đẹp lắm, mát lạnh luôn á. 2 dây nè, có cái nơ ngay chính giữa cho em, sale 45 ngàn. Quần có túi luôn, 45 ngàn. Quần có túi cho mấy chị luôn. Mặc bộ này em nói mấy chị bao đẹp luôn. Ton này trước bán tới 60 lần á. Cái ton hai da này nè, trước bán tới 60 lần á. 45 ngàn. Ở đôi cho Kim Quanh Hà nè, lấy lại 2-3 bộ mặc gái. Bộ này vải đẹp lắm, vải đẹp. Coi chị nào lấy ton nữa comment cho em, ai muốn coi màu gì nói em lên cho em mở ra cho nha. Nó khác màu nha thôi. 45. Rồi qua. Đủ màu vậy đó. Rồi em còn mớ áo thái nha mấy chị ơi. Thái rộng mà. Em còn mớ thái rộng này sale 40 cho mấy chị nha. Sale 40 đi, cho hết luôn, 40 ngàn cho em thái rộng. Ai lấy đỏ comment cho em đỏ. Đỏ 40. Vải rút không á, chưa mặc cũng biết nữa, chưa mặc bộ này. Đỏ xanh, ai đỏ xanh 2 bộ á chị. Bộ này mặc siêu đẹp luôn á, 45 ngàn bộ. Cái này nếu mà lúc trước mặc là vải nó không có rút á. Đỏ xanh, xanh đen hả chị? 45 ngàn, trải nghiệm đi. Trời ơi, chị ơi, xanh lá hả chị ơi? Chị Thủy ơi, xanh lá phải không chị ơi? Bốn mươi lăm khiền tải bao. Muốn biết bỏ 45 ngàn ra mua thử xài mấy chị. Có 45 ngàn bạc à. Chị Kiều Thúy đỏ xanh nè, ok chị nè.
Rồi ai muốn lấy thêm màu gì nữa lấy nha. Rồi thái rộng này xả luôn 40 nha. Ai lấy đỏ comment đỏ 40. Lên cho em đỏ 40.000 đỏ. Quần 45 là quần gì ta? Chị ơi giờ chị nói quần 45 em không biết quần gì luôn á. Nè Leggy nè 45.000 mới về màu đen không đẹp lắm nè. Ai lấy đỏ comment đỏ cho em 40.000 thái rộng nha. Rồi lên cho em màu trắng 40 luôn, trắng. Teo rộng 40. Cái này áo nữ chị ơi, nhưng mà nam vẫn mặc được. Nếu mấy chị muốn mua cho nam thì mua. Tại vì những cái màu này nam nữ đều mặc được. Lên cho em màu đỏ, màu trắng 40.000. Phong rộng nữ. Nhưng mà mấy chị mua cho nam cũng đâu sao đâu. Rồi lên cho em màu kem. Áo này nếu mà nam là phải 65kg. Nữ mình thì 60-62kg. Phong rộng mà. Lên cho em màu kem. Màu đỏ, màu trắng, màu kem. Em sale có 40.000 thôi. Mấy chị mua mà rất là đẹp luôn. Màu kem, màu trắng, màu đỏ nha. Màu vàng 40 cho em. Áo thái lỡ là gì ta? Trời ơi, chất đẹp lắm mấy chị ơi. 40.000. Đây, màu vàng. Cái này thái rộng đang sale 40 nè. Cái gì lầm đi. Thái lỡ nãy like đó. Thái lỡ nãy xả 35.000 đó. Cái này là áo của nữ phong rộng chị ơi. Còn cái áo nam xanh L kia là áo khác. Áo này áo khác. Áo này là áo khác nha. Ai lấy trắng này comment cho em trắng tươi. Cái này là vải cô Tâm Thái. Cái này là áo nữ nhưng mà form bự. Mỗi cái loại vải nó khác nhau. Mỗi lô nó khác nhau hết. Đó chị nào lấy đi comment. Em sale áo thái này có 40.000 á. Áo này chắc chắn là sẽ mặc vừa. Tại vì cái này nó giãn. 40. Đỏ trắng kem. Vàng. Nó mỗi một lô nó khác nhau mấy bà. Nhiều loại nha. Nhiều loại trong đây nha. Thì hồi nãy cái áo phông rộng, cái áo 55kg form đó là form lửng đó. Em không có kêu form rất top, em chỉ kêu form rộng, form lửng, form dừa và form rộng. Là ba loại áo lửng là rất top. Còn form dừa là form áo dài 55kg về, còn form rộng là form 60kg. Bên em là em kêu như vậy nha. Cái áo này là form lửng chứ là form gì nữa, áo này nè. Áo này là thái phom lửng đang sale. Ủa lộn, áo 35.000 đâu rồi. Đây. Áo thái này là đang sale 35.000 nè. Đây. Phom này là nó lửng lửng rồi. Chứ nó không phải tuốt trên đây rất tốt. Trên đây thì không có. Cái này em đang sale 35.000 nè. Chất thái mềm mịn luôn 35.000. Ký về chị nào lấy cam comment cam 35. Rồi hất đi. À lên áo mười áo Thanh Mỹ là ai chơi, lên số điện thoại giùm em. Không có phong rộng nam chị ơi, nam là có size ML 1X 2X, chứ áo nam không có kêu phong rộng, chỉ có nữ là mới có phong rộng thôi, còn nam là không có phong rộng nha. Không 0364147313. Chị Thanh Mỹ à, khách quen 40 cái đủ màu. Tại em xíu nha chị ơi, có khi nó sẽ trùng màu trong đây nha chị, đủ màu. Ví dụ màu vàng nè, màu xám, màu trắng, màu vàng, màu xám, màu trắng, màu đỏ. Màu đỏ là 4 màu. Trắng tươi là 5 màu. Màu kem là 6 màu.
nha chị ơi, có trùng màu được không? 6 màu, có trùng màu nha chị. Đỏ đậm nè. Đỏ đậm là 7 màu, trùng màu nha chị ơi, trùng màu vàng đi, 7 nè. 8 nè. 9 nè. Trùng màu nha chị. 10 nè. Ok chị. Nó có trùng 2 3 màu nha chị ơi. 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thêm vàng hồng. Không có màu hồng. Rồi có thêm vàng nha chị rồi. 2 4 6 8 10. Đây. Có thêm vàng. Trắng ở đây nó chỉ có 3 cái trắng, 2 cái trắng và 2 cái màu kem nha. 2 cái trắng, 2 cái kem. Không có màu hồng chị ơi. Cái này là em lấy cho chị là thái rộng đó, còn chị có muốn mua thái thái màu thêm thì mua, tại vì áo thái này em xả toàn bộ luôn mà. Chị lựa áo đi, bữa nay áo em đang sale rất rẻ luôn, thiệt luôn, áo đang xả rất rẻ. Trả dưới giá em nhập luôn mà. Đây có dây bô rip sale 25.000 nè. Em xả cục dây bô rip này cho mấy chị 25 luôn nè. Chuẩn bị em lên lô quần 45.000 cho mấy bà coi duyệt luôn. Đẹp nè. Em có cục dây bô rip này em xả 25.000 nè. Đây. 25.000 dây bô rip cho em 50kg về. Dây bô rip 25.000 luôn. Nè mấy chị coi chất bô rip nè. Bô rip là giãn tuyệt đối luôn á. Ai lấy vàng comment cho em 52kg về, 25.000 màu vàng. 52kg về cho em vàng dây bô rip nha. Màu vàng 25.000. Lên cho em dây bô rip màu vàng. Rồi lên cho em màu cam đất. Lên cam đất cho em 25.000 thôi. Cái này là thiêu nha mấy chị. Thiêu. Hàng bô rip phải xịn luôn, màu cam đất 25.000. 25.000 cam đất. À có bô rip xịn trong đây luôn nha. Rồi lên cho em màu nâu này bô rip nè. Nâu này bô rip 52kg vàng, nâu này 45.000. Lên cho em nâu 45.000. Đây là bô rip xịn nha, nâu 45. Comment cho em nâu 45. Rồi lên cho em màu vàng 45 luôn, vàng bô rip 45 luôn. Áo quá đẹp. Nâu 45 nha mây trắng. Rồi màu vàng. Vàng này bô rip luôn nha. Vàng 45 luôn. Ai em like lộn xộn gì nó mới lòi mấy cái hàng hiếm ra mấy chị ơi. 60kg giống vừa em ơi, 60kg mét 6. Rồi lên cho em màu cam áo thái phơm lẫn 35.000. Sale luôn thái phơm lẫn 35.000. 55-56kg về lên cho em màu cam. Cam 35.000, cam. Cam 35. Rồi xanh bơ 35 luôn. Phơm này 58kg được luôn á. Thái lẫn này 58kg được luôn. 35.000 màu cam, màu xanh bơ với lại màu đỏ. Thái này vải đẹp cực kỳ luôn á, mà em sale 35.000 á. Đây. Màu đỏ cho em 35. 58kg về phơm thái lửng, 58kg về 35.000. Ai lấy comment 35.000. Rắc top mặc áo shop được không Ngọc Tình ơi? Rắc top mặc áo shop đi, shop em sale cho. Shop rắc top này xả luôn 35 á. Shop rắc top là 35.000 á.
Rồi, ai lấy comment nha. Rồi Thái nha, đây chị coi Thái đi còn không nè. Cái này Thái hay thường. Đây lên Thái xịn đi, Thái xịn xả luôn 45 cho luôn nè. Thái này trước là 65 nè, Thái này trước là 65 nè, giờ xả 45. Ô cha, còn cái sắc nách nữa, còn cái sắc nách. Mấy giờ Thái bữa nay em sale toàn bộ áo cho mấy chị luôn nha. Đây sắc nách Thái nè, năm mai ký về sắc. Mấy chị nhớ Thái này trước là bán nguyên 65.000 Thái xịn. Comment cho em sale cho mấy chị luôn. 35.000 sắc nách 35. Lên măng gò không chị? Măng gò gì em? Măng gò đùi hả? Măng gò đùi chị mặc có 70.000 à. Măng gò lửng 75. Coi thì chị lên lô măng gò bữa nay về giá cực rẻ, bao đẹp. Vàng 35 đợi xíu mấy tình yêu ơi. Vàng 35 tôi dục đâu rồi. Học tình lấy cái form này đi, form này đẹp lắm luôn á bà ơi. Vàng 35 đâu có màu vàng 35 đâu. Đâu có vàng 35 đâu chị. Màu cam, màu xanh với màu đỏ mới 35.000. Lên cho em Thái trắng sắc nách 35.000 trắng. Rồi Thái rộng màu cam nè. Rộng cam cho em xả luôn 45 đi. Thái này trước là 65.000 mấy chị. Mới mốt Tết này không có Thái bán cho coi nè. Quần dài tay ngắn. Ừ đợi chị xíu. Comment cho em cam rộng 45.000 cam rộng. Thái xịn nha. Thái mặt em mờ mờ á. Ai lấy cái đó comment rộng 1. Chị nào lấy cam rộng này comment số 2 cho em. Sale 45.000 số 2. Thái này Thái xịn mà Thái rộng. Quần dài tay ngắn hả? Số 2 giùm em. Cái này form rộng không mà mấy bà ơi. Thái xịn này em còn form rộng mà màu cam không mà. Nè. Còn màu cam không mà mấy chế ơi. Thôi cái này em để ở đây đi. Mai mốt em bán sao. Cái này Thái rộng form lớn. Cái này em để bán sao mấy chị ơi. Vàng kiểu ai nút trước ngực là bô rip là 45.000 chị ơi. Chứ không phải 35.000. Cái đó là bô rip mà. Cái đó bô rip là 45.000 nha. Cam số 3 cho lọ le mèo phố nè. Áo Thái này xịn lắm luôn, 45.000 đó, sale á. Mua đi lọ lem ơi, áo đẹp lắm luôn. Cái hai nút trước màu vàng là bô rip là 45 nha chị ơi, không phải 35 nha. Rồi cam số 4 nè. Thái rộng này sale 45.000 cam số 4 nè. Số 4 cho em số 4. Số 4 cho em 45.000 thôi. Chắc bao đỉnh luôn. Tại vì còn sót lại màu cam. Rồi comment cho em cam số 5. Ê cam này 55kg nè. Số 5 này 55kg. Ai lấy cam số 5 comment 55kg. Số 5 55kg. Đó em ơi em comment giùm chị 45.000 nữa đi em ơi. Thêm giùm chị 45.000 vô đi. Thêm 45.000. Có chị nào mua quần không mấy chị ơi? Quần dạ, quần leggy không? Từ từ kêu anh sùm quá. Số 4, 45 giùm em mấy chị. Áo 65.000 mà sale còn có 45.000 đó mấy chị ơi. Số 4 cho lò lem. Số 4 lò lem lấy rồi mấy chị ơi. Em còn cái màu cam 55kg nha. Em còn cái màu cam 55kg. Chị nào lấy comment 45.000. Cam 55kg. Xe 45 á. Rồi comment cho em số 5 đi. Số 5 này phong rộng luôn. Số 5 cho em. Thái bao xịn luôn. Em mờ hàng bao đẹp. 45.000 số 5. Số 5 45.000 Thái rộng. Số 5 giùm em. Em còn 2 cái. Số 5 với số 6. Số 5 với số 6 rộng Thái 45.000.
Rồi hết. Vàng 45 ok Ngọc Tình. Vàng bô riếp 45.000. Hai nút trước. Rồi. Qua. Đây em đem còn một cục áo. Áo này bán rẻ cho mấy chị luôn, áo cô Tâm thiêu nè 35.000 thôi. Cô Tâm xịn thiêu nha 35.000, còn đây một cục. Cục này bán hết lâu rồi mà sao giờ nó bị sót ra đây một cục thì không biết nữa. 35.000. Ô cha form 55kg về luôn, quá đẹp luôn. 55-56kg về, comment cho em số 1. Màu hồng ruốc cho em đi mấy chị. Hồng ruốc cho em áo này sale mấy chị 35.000 luôn nè. Mấy chị coi chắc đẹp nè. 35.000. 55-56kg về, comment cho em hồng ruốc 35. Cam 55kg 45.000. Phi Nguyễn lên xíu lại chị ơi. Hồng ruốc 35.000 dùm em cô Tâm xịn thiêu. Rồi màu đen 55kg về cho em 35.000 màu đen. 35.000 cho em màu đen. Áo chất đẹp lắm luôn. 35.000. Hồng ruốc. Em hết rồi, à đây còn tròn. Ruốc 35. Phi Nguyễn cắt mới lên xíu nội mấy chút đơn nha. Rồi cho chị Thanh Mỹ cái nha 35.000. Chất quá đẹp luôn. Ai lấy đen comment đen cho em đen 35 luôn. Đen là kim yến 35.000 nè. Hết hồng rồi. Hết hồng rồi. Lên cho em màu vàng. Vàng 35 giùm em vàng. Áo chất đẹp quá trời luôn. Thiêu nè mấy chị. Hàng thiêu toàn bộ. Rồi lên cho em màu vàng 35. Vàng 35. Ai lấy vàng comment vàng. Rồi lên cho em xanh dưa cải. Lên cho em màu hồng. Màu hồng. Vàng 35 đi chị Thanh Mỹ. 35.000 giá em sale. Phi Nguyễn đợi em tí nha. Không 336 330 106. Ok chị nè, nãy chị lấy gì vậy? Phi Nguyễn ơi, nãy chị lấy gì vậy? Mấy cái áo sao thì em chưa chốt nha, em chốt lại cho chị nha. Hồi nãy chị lấy cái gì ở đây? Số 1 em hết nè, cam 55kg 45.000 ok chị nè. Cam 55kg. Dạ mua xong cho em xin số điện thoại. Mua xong cho em xin địa chỉ nha chị ơi. Xanh dưa với hồng ok cho Thanh Mỹ 35.000. Ok. Rồi lên cho em màu cam. Màu gạch 35.000 màu gạch. Chị nào lấy màu gạch comment cho em 35.000 gạch. Màu gạch 35.000 giùm em màu gạch. Màu gạch 35. Rồi màu nâu, nâu đất. Nâu đất 35 luôn, nâu đất 35 luôn. Nâu đất hay cam đất gì cũng được mấy chị. Này là hàng thiêu hết nha. Cái này là hàng thiêu hết. 35.000. Gạch cho kim yến nè. Lên cho em nâu đất 35. Nâu đất 35.000 cho em. Rồi lên cho em xanh biển. Xanh biển này phơm rộng nha. Xanh biển này phơm rộng 35.000. Xanh biển là phơm rộng giùm em. Xanh biển phơm rộng 35.000 xanh biển. Xanh dương. Cái này xanh biển chế ơi, gặp hết rồi. Em còn xanh dương phơm rộng với lại một cái nâu đất. Nâu đất hay cam đất gì cũng được 35.000. Rồi qua. Xanh biển 35 cho lọ lem ok em.
rồi, thái rộng này sale 40 nè. Ai lấy trắng comment trắng cho em, thái rộng này xả 40 luôn. Lên cho em trắng rộng 40. Trắng rộng cho em. Ê, 35 ngàn luôn đây, sale 35 luôn, trắng rộng 35. Xả luôn đi cho hết. Lên cho em trắng rộng 35 ngàn. Trắng rộng 35 thôi mấy chị ơi, 35 ngàn cho em trắng rộng. Rồi lên cho em màu da nè, phong này phong rộng xả 35 ngàn luôn màu da. Màu da cho em 35 ngàn da. 35 ngàn phong rộng. Rồi comment cho em màu đỏ. Nói chung áo này là chất cô tông này là siêu đẹp, có 35 ngàn. Màu trắng, màu da, màu đỏ cho em 35 ngàn. Ai lấy comment. Rồi màu cam. Ai lấy cam comment cam cho em 35 ngàn phong rộng. Màu cam. Thanh biển em mới rồi chị Vi Nguyễn ơi, chị có lấy thêm gì nữa không? 35 ngàn. Rồi comment cho em màu đỏ nè. Màu đỏ, màu đỏ. Đỏ 35 nè. Da 35 nha Kim Yến nè. Cam 35 nha Thanh Mỹ nè. Rồi chị nào lấy đỏ này comment cho em đỏ số 2. Đỏ số 2. Đỏ số 2 cho em 35 ngàn, đỏ 2. Ai lấy đỏ này comment số 2 cho em 35 ngàn. Đỏ số 2. Rồi em còn màu trắng số 2 luôn. Ai lấy trắng này comment trắng 2 cho em. Trắng số 2, 35. Rồi phong rộng em qua luôn. La nhanh nha mấy chị ơi, quần sơ sơ cái nữa đi, tối la tiếp mấy chị. Rồi 35k. Trắng số 2 đẹp lắm, vải đẹp. Xin sò. Trắng 2 35 cho lọ lem nè. Rồi lên cho em màu da số 2 35 luôn. Tại vì mẫu này nãy có lên trùm cho nó nóng lên nữa. Lên cho em da số 2, nãy có da 1 hết rồi, giờ này là da 2 nè. Da số 2 cho em 35 ngàn luôn. Cái gì nhìn form áo đẹp kìa. Cái vải mức mượt luôn, 35 ngàn. Lên cho em da số 2, 35. Số 2, 35. Ai lấy màu da này comment số 2, 35 ngàn. Rồi em lên quần cho mấy chị Lexi 60kg, chất cô tông giãn, vải bao đẹp 45 ngàn cái. Bán tặng cho mấy chị luôn 45 ngàn. Ai lụm được thì lụm nha. Ai lụm được thì lụm ơi. Đây 45 ngàn. 45 ngàn cho em. Ủa cái này nãy mình có quỷ một đơn của ai ta. Để em xíu nha mấy chị. Ngoài sáng quỷ một đơn của à, quỷ đơn của chú Trần Hưng Phú. Mango à. Mango chỉ còn một lô mango sale nha. Mango sale 79 ngàn á. Còn lô mango 100 ngàn thì chưa có về, chiều nay mới về. Phan lai quần cái. Quần này 45 ngàn, chị nào mua là hối hận đó. Quần này vải rất là đẹp luôn. Form to nữa, 60kg đổ về. Quần nào vải dày mịn đẹp luôn, co giãn thoải mái. Có hai túi nha, về mấy chị gọc túi cho em 45 ngàn. Cái quần này nó sẽ có nhiều cái mặt đai khác nhau. Chị nào lấy mấy cái comment mấy cái, em sẽ lấy nhiều mặt đai cho mấy chị. 45 ngàn. 45 ngàn. Có nhiều mặt đai lắm.
nó tới mấy mặt đai luôn. Chị nào lấy mấy cái thì comment em sale 45.000 cái. Form 60kg, 60-62kg. Vải co giãn mặt sướng, mấy chị đi làm đi chơi cũng được. Thun dày dặn vải đẹp 45.000. 45.000. Ai lấy comment cho em 45.000. Đó. Chị nào lấy quần comment cho em nhiều mặt đai lắm. Ví dụ chị nào lấy mấy cái thì em lấy mấy cái mặt cho mấy chị. 45.000 cái cho em 60kg đổ về. 45.000 nha, ai lấy thì comment cho em. Mango. Đó, chị nào lấy thì comment nha, nhiều mặt đai 45.000. Quần này vừa đẹp vừa rẻ nó, mấy chị mặc đi làm cũng được. Mặc nhà với áo phông cũng được. Một quần 45, lấy một quần thôi hả chị đẹp? Lấy một quần thôi hả chị? Ok, cho Thiên Phú một quần nè. Lấy đại nhiều nhiều đi, quần này đẹp phân to đó. Để em mặc cho gì coi. Có 45.000 mấy bà mua đại mấy cái đi. Ok, chị Trương Nguyệt Khoa đại em chốt. 50kg mặc bình thường mấy chị, tại vì em nói là độ giãn tối đa là 60kg. Đây em 52kg mặc cho mấy chị coi nè. Tại vì nó là thun mà mọi người, thun nó sẽ co giãn. Đây. Trời ơi, quần này 45.000 quá đẹp luôn. Chị nào 60kg mặc thì nó sẽ giãn ra. Đó. 45.000. Em ơi, 5 cái thì 40.000 cái thôi chứ đâu có bớt được nhiều cơ. Đây. Quần này quá đẹp luôn. Em 50, em 52kg mấy chị mặc nó ôm, còn chị nào 60kg nó sẽ giãn ra. Tại vì quần nè, thun giãn mà. Trời ơi, quần này chất dày dặn đẹp luôn. 45.000 bạc. Đây. Mấy từ 45kg lên 60kg mấy chị đều mặc đẹp cho em. 45 đến 60kg mấy chế đều mặc đẹp. Form này nó là resize nha. Lô này trước đã bán một lô rồi. Trước đã bán một lô quần này rồi. Có mấy chị khách 62kg, 65kg luôn. Nó là thun mà. Trời ơi, mặc bao đã luôn á. 45.000. Đây. Vải đẹp. Nói chung là form của nó là 40-60kg. Em là dân buôn mà bây giờ em còn hỏi chị 60kg nha chị. Nó là hàng resize 40-60kg. Đúng rồi, ống thường chị ơi, đâu phải ống rộng đâu. Dân buôn mà giờ hỏi hàng nguy sao không biết, nó quýnh chắc xỉu luôn á. Quýnh là xỉu luôn á. Bây giờ lấy 5 cái, 5 hình nè. 2 nè, 3 nè. Kiếm cho nhiều mặt đai khác nhau. 4 nè. 5 chị ơi, 5 nè. Tại vì cái tiền ship là tiền bên giao hàng nó thu á chị. Cho nên là chị chuyển khoản á, thì không chuyển khoản thì nó cũng vậy. Tại vì giá ship là em bao cho mấy chị 35.000 rồi. Tiền ship là em bao 35.000 cho mấy chị rồi. Mấy chị mua bao nhiêu tiền ship em cũng bao 35.000. Cho chị thu thủy cái quần nè. Quần này bán mấy chị 45.000 quá rẻ. Năm cái nè, đẹp lắm. Mấy chị mua đi, quần này mặc sướng lắm luôn á. Có 45.000 cái. Rồi ok, Dương Yến nè. Rồi có ai lấy nữa không mọi người ơi? Chị Nho Tròn 45.000. Năm cái là 40.
0986410463. Ok chị Nho Trần nè. Chị Nho Trần mua xong ra lựa thêm cho đủ đơn nha chị ơi. Dạ lựa thêm nha chị. Bên em đơn hàng 100.000 chứ lên em mới chốt nha. Chị Nho Trần hai cái lấy cho chị hai mặt đai nha. Hai cái là hai mặt khác nhau. 45.000 cái. Rồi ok. Kêu anh hàng cái nè. Ai lấy quần 45 nữa comment nha. Vải đẹp mấy chị, vải đẹp 45 nè. Vải đẹp. Mango rồi. Để sale vài cục mango cho mấy chị nha. Mango bữa nay em à quên chị Trương Nguyệt Khoa ơi, còn trên live không chị Trương Nguyệt Khoa? Chị Trương Nguyệt Khoa hỏi em bộ lụa lửng nè. Trương Nguyệt Khoa còn trên live không? Mấy bạn ơi. Áo hoodie này em đang sale cho mấy chị nha. 49.000. Siêu đẹp luôn, 60kg về. Hoodie. Tay dài áo nỉ nha mấy chị. Nỉ lót nè. Siêu đẹp luôn. 49.000. Chỗ nào lấy đi comment cho em. Con gấu này có nhiều màu. Màu cam, màu vàng, màu đen. Cam, vàng, đen, hồng. Màu cam, màu vàng, màu đen, màu hồng ruốc. Đó, 49.000. Chỗ nào lấy thì lấy, cực đẹp. Mango. Mango xe 79. Có tay ngắn tay dài chung lô nha. Xe 79.000. Ngắn dài chung lô nha. Chị không nhớ đây chị còn bao nhiêu nữa. Tay ngắn tay dài bán đồng giá 79.000. Mango 60kg về sale 79.000. Lô này là lô em sale nha mấy chị ơi. Nó có 50, nó có 55kg và có 60kg. Đây. Giống như bộ này là form 55kg nè. Sale lô này 79.000. 55kg comment cho em số 1. Mango này xả 79.000 nha. Số 1, 79.000 số 1. 55kg về số 1. Này mango mạc sam á, nhưng mà cái lô này nó nhiều loại trong đây cho nên là em sale cho mấy chị luôn. Ai lấy số 1 55kg sale 79.000. Chị Ngọc Vy ơi, mua xong nhớ inbox cho em xin địa chỉ nha chị ơi, mấy chị khách mới á. Ok Ngọc Vy hai cái nè. 45.000 cái. Hai cái sẽ lấy hai mặt nha. Hai cái sẽ lấy hai mặt khác nhau. Bốn mươi lăm ngàn cái, hai cái có 90.000, mấy bà mặc đỡ luôn. Cái gì gán mua thêm giùm em đi đủ đơn nha mấy chị ơi. Ai lấy bò này comment số 1, mang gò này 55kg. Rồi số 2 này form 60kg. Số 2 này form 60kg. Có túi đây 79.000 số 2 giùm em. Số 2 cho em 79.000 số 2. Số 2 này 60kg về nha, 79.000. Mẫu bèo. Số 2 79. Rồi số 3 này 60kg luôn, 79.000 luôn số 3. Ai lấy số 3 comment số 3 cho em 79k. Tay ngắn quần dài số 3. Mang
gò này thì nó có những mẫu như vậy đó nha em ơi. Măng gò này là măng gò firm resize á, đây chính nha. Em đang sale á mấy chị, tại vì nói thật với mấy chị là lô măng gò này không có giá 79.000 đâu, nhưng mà thôi cậy, nhiều khi em xả cho mấy chị cho có này có kia. Số 379 nè, số 3 cho Dương Yến bộ nè, 79.000. Này là mặt chin nè, cái số 3 này nó còn màu hồng nữa. Đây số 4 nè, số 3 em còn màu hồng nè. À lấy số 4 mà mang số 4 cho em 79.000 số 4. Măng gò 60kg về số 4. Kia là bi xanh, này là bi hồng. 79.000. Số 4, số 4 giùm em số 4. Số 4 79. Số 3 cho chị Vi Nguyễn nè, số 3 79 cho Vi Nguyễn nè. Mấy chị nhớ nhắn cho em xin địa chỉ nha mấy chị khách mới nha. Số 3 7 tao lộn, số 4, số 3 79 nè. Số 4 là màu hồng mấy chị ơi. Số 4 là bi màu hồng ruốc. Số 3 em mới đó chị Quỳnh Thanh ơi. Số 4 là giống số 3, khác màu. Rồi comment cho em số 5. Số 5, số 5. Số 5 là bò bèo. Số 5 là bò bèo giùm em số 5 nè. Số 5 là bò bèo 79.000 số 5. Số 5 79 luôn. Số 4 là chị Thanh Mỹ. Là bò bèo, quên đây còn bộ nữa. Rồi comment cho em số 6. Số 6, số 6 giùm em số 6. Ok Ngọc Vy mua thêm nha chị ơi. Mua thêm giùm em món nữa nha. Comment cho em số 6 55kg về số 6. Số 6 55kg về cho em 79.000 số 6. Nhỏ là 55kg về là nhỏ đó chị. Trời ơi chị mua bên em bao nhiêu lâu mà chị hỏi em hoài luôn á. Số 3 em mới rồi chị Quỳnh Thanh ơi. Còn số 4 rồi chị ơi. Số 3 em mới nha, em còn số 4 rồi mà. Em còn bi số 4 ơi. 55kg. Nãy giờ bộ này 55kg thì em nói 55kg là bộ size nhỏ đó mấy chị. Còn size 60kg là size rộng. Trời ơi mấy chị 55, 52kg mấy chị cứ kiếm đúng 52kg đâu ra vậy. Khổ quá. Năm mươi lăm ký em còn bộ này là chị Bích Trâm ơi, măng gò này em sale có 79 nè, bộ này 55kg về nè. Đây bộ này là 55kg về 79.000 nè đó, đẹp quá trời luôn, vải mướt mượt luôn. Con này là mặt sam luôn nè, con này là măng gò mặt sam nè đó. 55kg em còn bộ số 1 nè, 79.000. Rồi comment cho em bộ này. À bộ này dài dài này, tay dài rồi. Tay dài nha. Đây. Tay dài quần dài 55kg về. Tay dài quần dài 55kg về sale 79.000 luôn.
số 1. Số 1 này chị Bích Trâm lấy rồi mấy chị ơi. Số 1 này em còn không ta? Đợi em tí, như hết rồi. Số 1 này còn có con bộ à. Số 1 này còn có con bộ à mấy chị, Bích Trâm lấy nha. Rồi tay dài, tay dài 55kg em sale 79 luôn. Chị nào lấy con tay dài này bao đã luôn. Mang gò tay dài sale 79 luôn. 55kg về tay dài nè. Mang gò đẹp lắm mấy chị ơi, tay dài. Đó. Chị nào lấy tay dài comment số 2 cho em 79.000 số 2. Số 2 79.000 cho em. Tay dài sale cùng giá luôn á. Chỗ nào lộn được lộn số 2 79 luôn. Này là dài. Tay dài quần dài số 2 79. 55kg về nha. Số 3. Để em tí nha. Nhiều. Để đi, mai tính em kêu cái gì. Thôi, để đang lạc này. Rồi đợi xíu đi em lấy hàng qua em sale cho mấy chị ơi. Em bán rẻ cho mấy chị lấy về để dành mặt đi. Ai bán cái bài giá này đâu. Hai 79 là tay dài luôn á. Hai 79 là tay dài á. Em còn hai bộ tay dài 55kg nha, 79.000. Rồi comment cho em số 3 này 60kg. Số 3 này là form tay dài 60kg cho em số 3. Trời ơi, dễ thương lắm luôn, mang gồ tay dài nè. Số 3 này là 60kg về cho em sale 79 luôn. Số 3 79 cho em tay dài 60kg đổ lại. À lấy số 3, comment số 3 cho em 79 ngàn. Đẹp chưa mấy bà? Xuất sắc chưa? Số 3 cho em 60kg về. Số 3 60kg về 79 luôn. Số 3. Số 3 79 giùm em tay dài chin nè. 379 sale luôn nè. 379 cho chị Thanh Mỹ. Đẹp quá đẹp, 79 nha. Chị ơi thì em đang like nè, chị muốn lựa bộ nào thì chị lựa giùm em. Em đang like nè. Thì em đang đánh mã, chị muốn lấy màu nào á lấy. Số 3 rồi nè. Comment cho em số 4 55kg. Số 4 4 này mang gò sam. Số 4 này 55kg mang gò sam cho em. Lên cho em số 4 79.000 số 4. Đẹp ghê chưa mấy chị. Số 4 cho em 79. À đây số 4, comment số 4 79.000 số 4. Số 4 giùm em 55kg về, số 4 79.000. Số 4 là form 55kg về nha. À đây số 4 comment con hạt á mấy chị. Comment cho em số 5. Số 5 là tay dài 60kg. Số 5 cho em. Số 5 là tay dài 60kg 79.000 số 5. Số 5 tay dài 60kg nè. Số 5 tay dài 60kg. Rồi lên cho em số 6 55kg. Số 6. À lấy số 6 comment 55kg về. Đẹp ghê cho mấy chị, 79.000 số 6 giùm em. Lên cho em số 6 79.000 số 6 tay ngắn. Số 6 79. Tối nay em về lô mango, mango tay ngắn 95 á.
À đây số 6 comment, số 6 vậy. Số 6 79. Ngọc Hà này có đơn bên em chưa chị ơi? Khách mới lên số điện thoại giùm em nha. Rồi comment cho em số 7. 55kg về số 7 mango, xe 79.000, số 7. À đây số 7 comment số 7 cho em. Số 7 79.000, số 7. Hai số 6 số 7 là form 55kg nha. Số 6 số 7 là form 55kg. Ngọc Hà ơi, cọc cho em 50k mấy chốt đơn chị nha. Số 7 cho chị Thanh Mỹ nè. Thế là chị phải cọc 50k giùm em nha. Rồi comment cho em số 8 55kg luôn, số 8. Trời ơi, đẹp quá. Số 8 55kg về cho em số 8 79.000, số 8. Số 8 79.000 cho em, số 8. Đôi này bán 79.000, ngon lắm mấy chị, rẻ đẹp. Sale rẻ sao đẹp cho mấy chị luôn, số 8 79 luôn. Đó, chị nào 55kg lấy mấy con 55kg đó. Số 7 55kg. Số 8 cho chị. Ok chị Quỳnh Thanh nha, Quỳnh Thanh cho em xin địa chỉ nha chị Quỳnh Thanh ơi. Khách mới mua hàng xong cho em xin địa chỉ nha. Bảy chín nha. Lấy hai bò màu hồng hết luôn hả? Bò 55kg với bò 60kg nè. Ok chị, 79.000. Rồi số 9 này là tay dài nha. Số 9 này là 60kg mango tay dài cho em số 9. 79.000 luôn mango tay dài. Lên cho em số 9 nha. Số 9, số 9. Theo mấy chị 79.000 luôn, số 9 giùm em. Dài dài mặt jean. À đây số 9 comment tay dài 60kg, số 9. Số 9 tay dài 60kg. Rồi số 10 này tay dài 60kg luôn, số 10. Chính cho chị Thanh Mỹ nè, 79.000. Số 10 này tay dài 60kg luôn, số 10. Tay dài 60kg cho em số 10. Ai lấy số 10 comment tay dài 60kg. Lên giùm em số 10 nha mấy chị ơi, số 10. Tay dài 60kg cho em. 79.000 số 10. Em sale giá này quá rẻ rồi mấy chị, thiệt. 10 cho em 10. Hai lụm được, lụm ra cởi nó đi. Rồi bộ cuối cùng 11 là em hết lô này nha, 11. 11 này tay dài 60kg luôn, 11. 11 cho em xe 79.000, 11. Có gửi áo khoác 7.000 cho chị không? Chị Ngọc Bùi ơi, chị mua có đủ đơn không? Đơn chị bữa giờ em đâu có thấy đâu. Comment cho em 11, tay dài 60kg luôn, 11, xe 79.000. Đơn nào mà thích là em chưa chốt đâu mấy chị ơi, đơn nhiều em ưu tiên chốt trước. 11, 11. 11 này là mango tay dài 60kg, 79.000, 11. Rồi thôi qua nha mấy chị.
11 có 79.000. Ai chưa đủ đơn lựa thêm giùm em nha. Tối lựa thêm giùm em, tối 7 giờ nha mấy chị ơi. Quần có túi chứ chị. Măng gò này là quần có túi hết nha. Học Thu Nguyễn Thị lâu quá mới đến em mua hàng nè. Cho chị số điện thoại là em yêu. Rồi em qua đó. Hết rồi đó. Măng gò sale cho mấy chị nhiêu đó thôi. Măng gò là quần có túi hết nha chị đẹp. Rồi thôi em nghỉ nha mấy chị ơi, tối 7 giờ nha. Chị nào chưa đủ đơn 7 giờ vô lựa thêm giùm em nha. Em còn mấy bầu lụa size M nè, size 50-52kg nè. Có chị nào coi em xả 55.000 bộ luôn nè. 52kg đổ về. Có chế nào coi không em xả luôn cho 55.000. Em nhập vô ra là, em nhập vô đã là bao nhiêu tiền giờ sale 55.000 đó. Ai coi thì em lên cho. Đây lụa M nha. Lụa 52kg về. Cái này là lụa hàng. Dạ ok cảm ơn chị. Đây 52-53kg về. Em sale bộ lụa hàng này 55.000. Có túi hết. Nói chung bên em là hàng có túi nha. Bộ nào không túi thì em sẽ nói không túi nha. Đây sale cho mấy chị bộ lụa này đúng 55.000 luôn. Bộ màu đỏ này em còn 3 bộ. Ai lấy đỏ comment cho em 55.000. Còn đúng 3 bộ luôn. Lụa hàng 52-53kg về 55.000. Chị nào lấy đỏ comment đỏ cho em 55.000. Lụa hàng. Rồi gấu màu đen nè 55.000 gấu đen. Ai lấy gấu đen comment cho em. Gấu đen 55.000 comment ra giùm em đi chị ơi. Màu đỏ màu đen 55.000 giùm em nha. Đây màu đen. Trời lụa bao đẹp sale 55.000 đó. 55.000 thôi. 55.000. Cho chị Nho tròn bộ màu đỏ 55 nè. 55.000. Đỏ 55. Đỏ 55 nè. Cho Ngọc Viên bộ nè. Em sale giá rẻ cho mấy chị luôn á. Đỏ 55 nè. Cho chị Thanh Mỹ em đang xả mấy chị ơi lụm đi. Không có nhiều đâu. 55.000. Đỏ cho chị Thanh Mỹ nè. Gấu cho chị Thanh Mỹ nè. Đen đen cho chị Nho Trần 55. Alo. Mẹ đi ăn không? Đi ra đấy không? Còn đang like nè. Đi thì mẹ với Xu tắm đi. Rồi con về tắm rồi đi. Đi ngốc. Rồi tắm đi. Rồi hai bà cháu tắm đi. Tắm đi rồi chút về đi. Dạ. 55k ok chị. Dạ đen rồi. Giá sale quá rẻ. Đen cho chị Quỳnh Thanh. Chị Ngọc Hà ơi, số điện thoại chị phải cọc 50k trước giùm em mấy chút đơn chị ơi. Bộ lộn 55. Gấu đen cho chị Quỳnh Thanh. Khách mới nãy giờ có nhiều chị khách mới mua xong nhớ nhắn cho em số điện thoại địa chỉ nha mấy chị khách mới ơi. Ngọc Thu Nguyễn này cho em lại số điện thoại đi chị đẹp. Ai lấy gấu đen nữa comment 55.000 nha. Sale rẻ bèo cho mấy bà luôn. Rồi em còn 2 bộ. Em còn 2 bộ gấu đen. Ai lấy comment 55.000. Lên cái này em nhập vô đã là 59.000 rồi. Bây giờ em xả luôn 55. Vừa lỗ. Vừa lỗ tiền hàng. Vừa lỗ tiền ship. Lỗ tiền công luôn á mấy chị. Cho nên là mấy chị đặt hàng chắc giùm em. Đừng bơm hàng tội nghiệp em nha mọi người. Đây lên cho em gấu xanh.
Chị ơi, nếu mà chị cọc thì tối lựa. Một chút chị cọc thì tối 7 giờ vô lựa. Lên cho em gấu xanh em xả luôn 55 ngàn. Tại vì lô này số lượng em còn nhiều. Nhiều. Tại em xả đi em lấy lô khác mấy chị ơi. Lâu lâu á chấp nhận xả lỗ 1-2 lô. Comment cho em gấu xanh nha, 55 ngàn gấu xanh. Em còn gấu đen, gấu xanh với lại gấu hồng nè, 55 ngàn. Trời đẹp lắm luôn, 55 ngàn thôi mấy chị ơi. Đây, chế nào lấy gấu hồng comment cho em. 55k lụa là có túi hết. Rồi gấu em còn 3 màu nha, hồng xanh dương với lại đen. Hồng xanh dương với đen 55 ngàn. Đã rẻ cho mấy chị về mặt. Ai lấy đi comment. Rồi mấy chị coi lụa sale này nữa không, em lấy qua em sale cho. Ai coi lụa sale nữa không, em đem qua em sale nữa cho. Còn lô này còn nha. Hồng cho chị Thanh Mỹ là 55 ngàn. Mấy chị nào sỉ á, mua về bán lại mấy chị vô em đi. Em đang xả hàng, một tuần nay em đang xả hàng. Để em nhập hàng Tết đó mấy chị, cho nên giá em xả ra rất rẻ luôn. Rẻ hơn mấy chị đi ôm lô luôn á. Mấy chị đi ôm lô chưa được giá 55 ngàn đâu. Hồng cho chị Hưng Phú 55 nè. Vừa rẻ vừa đẹp cho mấy chị. Comment thêm giùm em 55 ngàn đi mấy chị tình yêu. Comment thêm giùm em 55 ngàn đi. 58kg mặc 2X có. 58kg 2X chị đang sale á. 2X tay dài chị đang sale 70 ngàn bộ á. Trời ơi, còn hai con gấu đen với con gấu xanh dương nha. Thế nào coi lấy đi comment giùm em nha. Còn ba bộ vậy đấy hả? Và để tôi lấy qua tôi xả cho mấy bà luôn đi nha. Xe lẻ cho mấy chị về mặc cho đã. Đã đời luôn. 55 nghìn. Một gấu đen ok chị đẹp. Đẹp lắm chị ơi. 55 ngàn chưa được giá ôm lô đó mấy chị. Ok. Cắt cái máy cái đấy, cái mặt nó ngu ngố sao mấy bà. Mặt nó ngu ngu sao. Mặt nó kỳ quá. Tối nay em cũng xước lên nữa, không quen. Rồi lên cho em bộ nơ đi. Lên cho em bộ nơ. Có 55 ngàn bộ thôi. Chế nào lấy nơ comment nơ cho em. U cha. Xuất sắc cho mấy bà nơ này. Em có hai màu nha. Chị nào lấy nơ này comment số 1 cho em đi. Tại vì nó có cái cổ màu xanh nữa. Chị nào lấy bầu nơ này comment số 1, 55 ngàn. Xả cho hết số 1, số 1. Số 1, 55 ngàn cho em. Quá đẹp. Số 1. Ai lấy số 1 comment cho em số 1, 55 ngàn. Đây nó có cái cổ màu xanh nữa nè. Rồi chị nào lấy nơ này comment số 2 cho em. 55 ngàn số 2. Số 2 là cổ nơ bèo. 55 ngàn số 2 cho em. Đó. Số 2 là có bèo. Số 1 là pyjama. Một cái chị Thanh Mỹ nè. 55 ngàn. Ai lấy nơ bèo comment số 2. 55 ngàn bộ. Số 2 cho em. Cái này là màu kem. 55k. Rồi chị nào lấy nơ 1, nơ 2 comment nha, 55 ngàn. Đó. Nơ 1, nơ 2 cho em. Rồi lên
lên cho em màu xanh biển. Nay lôi lô này sale cho mấy chị luôn. Xanh biển, xanh biển. Bộ này xả có 55.000 Yến ơi, lấy bán được, lấy bán này gái ơi. Đẹp luôn mấy bà. 155 cho Dương Yến Lê Hồng, mua thêm đi chốt đơn nè. Mấy bà nào có 1-2 món bên tôi gán lựa thêm để chốt đơn nha mấy bà ơi. Lâu quá tôi xả đơn mấy bà bỏ đó nha. Số 1 cho Lê Hồng nè. Số 2 cho Dương Yến rồi. 55.000 Lên cho em xanh biển. Xanh biển 55.000 xanh biển. Lụa xả 55.000 xanh biển giùm em. 52, 53 ký về. Mặt siêu đẹp. Ai lấy xanh biển comment xanh biển. 55.000 xanh biển. Ai lấy xanh biển comment cho em nha, xanh biển. 52 ký về, 52 53 tương đương M á. Rồi comment cho em màu đỏ. Ai lấy đỏ comment đỏ cho em, 55.000 đỏ. Lụa pyjama 52, 53 ký về. 55.000 lên cho em màu đỏ, màu đỏ. Xanh biển với chị Nho Trần nè. Chị Nho Trần comment giùm em 55.000 đi chế đẹp. Chế đẹp quên comment giá tiền em hoài luôn nha. Ok, Dương Yến nè, 55.000 Màu đỏ này chị lấy 2 bộ hả chị? Thanh biển cho Dương Nguyễn Năm 55. Màu đỏ chị lấy 2 bộ hả Thanh Mỹ? 55kg mét, mét 58 trở lên nha Nguyễn Năm ơi. Đỏ này chị lấy 2 bộ form quá đẹp luôn, 55.000 Lụa đẹp lắm mấy chị ơi. Xuất sắc luôn. Dạ ok chị. 55.000 chị Thanh Mỹ hai bầu đỏ nè. Ai lấy đỏ nó comment đỏ cho em, 55.000 đỏ. Đẹp quá mấy bà ơi. 55.000 Rồi chị nào lấy đỏ nó comment đỏ, 55.000 Đang sale mà. Ok, mây trắng bộ nè. Ok, Dương Yến bộ nè. Rồi ai lấy đỏ xanh biển hoặc nơ thì comment nha. Nơ còn luôn á. Ai có lấy thêm bộ nơ thì lấy, 55.000 sale. Bộ chị mặc là mango 70 55kg về. Bộ chị mặc là mango đùi đang sale 70.000 55-56kg về á. Rồi qua. Rồi lên cho màu hồng mấy chị ơi. Lụa bao đẹp xả 55.000 mấy chị lụm đi. Em không có sale hoài gì đâu mấy chị. Rồi lên cho màu hồng. Màu hồng cho em. Bộ chị mặc 70 còn. Mắng gồ đuôi. Ai lấy hồng comment hồng cho em 70. Ôi lộn, 55.000 màu hồng. Đẹp ấy mấy chị, xuất sắc chưa. Lên cho màu hồng mấy bà ơi. Năm mươi lăm ngàn màu hồng. Màu hồng cho em màu hồng 70. Hai hồng ok chị. 70. Ở lộn, 55.000 Nó nói lộn. Bộ chị mặc là 70. Rồi chế nào lấy hồng comment hồng cho em. Hồng cho Dương Yến 55.000 hồng này chứ. Hồng cho Dương Nguyễn Năm 55.000 Ai lấy hồng nữa comment giùm em nha. Hồng 55. Rồi lên cho em màu
màu vàng mấy chị ơi, màu vàng này tới 2-3 mẫu trong này nha. Có vàng chanh nè, vàng, cái này là vàng chanh nè. Ai lấy vàng comment vàng cho em, 55.000 màu vàng. Đẹp chưa mấy bà? Nói chung là lụa bên em mấy chị yên tâm luôn, 55.000 bạc mặt xứng đáng đồng tiền luôn. Xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Rồi chị nào lấy comment cho em vàng. 55.000 màu vàng. Đó. Ai lấy vàng comment vàng cho em. Vàng. 55.000 màu vàng. Cho chị Thanh Mỹ hai bộ nè. Màu này dễ bán vô cùng luôn. Rồi cái nào lấy vàng comment vàng giùm em nha. Rồi qua, còn cục cuối cùng nha mấy bà ơi. Cục cuối cùng nha. Sao đây có bộ màu đỏ đây vậy? Cái bộ màu đỏ này size 2X nha mọi người, size 60kg về nha. Màu đỏ này 2X 60kg về, comment đỏ cho em nó lọt vô đây thôi, bán 55 đi. Đỏ này là tới 70 lận nè. Bán 55 luôn. Ai lấy đỏ 2X comment cho em đỏ. Lỡ em sale cho mấy bà luôn. Vàng cái chị Hưng Phú nè. Vàng cái Dương Yến nè. Ai lấy đỏ 60kg comment đỏ 55.000 đi. Đỏ này là 70 đó, mà nằm trong cục này ta bán 55 luôn á. Tay dài nha, tay dài em còn mấy bộ em xả luôn 70 kìa mấy chị, đợi em xíu đi em sale cho. Đỏ nè. Rồi xanh đậu. Xanh đậu này còn 2 bộ. Cái màu dạng này đâu còn màu dạng đây vậy? Xanh đậu này em còn 2 bộ mấy chị ơi, xanh đậu. Ai lấy xanh đậu comment cho em 55.000, xả luôn xanh đậu. Còn 2 bộ xanh đậu nha. Xanh đậu giùm em 55 luôn. Xanh đậu. Đậu cho chị Thanh Mỹ bộ nè. Em còn bộ xanh đậu. Xanh biển em đây còn bộ xanh biển mấy chị ơi. Còn bộ xanh biển luôn nha. Rồi lên cho em gấu. U cha bộ này đẹp quá vậy. Lên cho em gấu gấu. À lấy gấu comment gấu. U đẹp quá mấy chị ơi, gấu giùm em đi. Xuất sắc gấu. Chế nào lấy gấu rồi mang gấu cho em. Bò này 55kg mặc được hết. Rồi qua xong nha mấy chị ơi, nghỉ nha mọi người. Tối live tiếp nha mấy chị. Để em nào tối em nói em nổi nha. Cái chị vàng tươi. Ok chị. Rồi qua nha mấy chị. À, dạ. Có gì tối nay 7 giờ em sẽ sale. Chắc tối nay đồ bé sale, sale đồ bé nhiều quá. Rồi có gì tối 7 giờ mấy chị vô lựa thêm giùm em nha mọi người. Rồi em like tới đây nha, cảm ơn mọi người nha. Dạ cảm ơn mấy chị. Rồi ai chưa mua được gì thì tối mua thêm nha mấy chị ơi, cảm ơn mọi người nha. Rồi cảm ơn mấy chị. Dạ bye bye mọi người nha. Dạ tối gặp lại nha mấy chị ơi. Dạ bye bye mấy chị nha.